Lâu ạ, không nói ạ. Nay tao cũng đúng đáp ạ. Chế nhũ hả nhắm uống loại cây này trên bảo dưới sẽ phải nghe. Các bạn hãy cùng Mùi đi xem đó là cây gì nhé. Sau một tiếng tìm kiếm thì hiện tại hai mẹ con Mùi đã tìm thấy một cây rồi nhé cả nhà. Đây nha, đây là lá của sâm cau nhé cả nhà. Cháu ơi, uống cái này khỏe như cháu không? Đây nha cả nhà, rồi bây giờ mình sẽ đào lấy rễ nhỉ. Sâm cau này. Bánh chết tới nhỏ nhỉ. Ừ, bánh lắm, bánh đi xuống lắm. Bánh đi xuống lắm. Bánh đi xuống lắm. Bánh còn vết mà. Sâm cau loài đỏ mậu à? À sâm cau mà loài trắng à? Ô cha trừ loài đỏ. Tanya.